Hello, xin chào anh em quý hàng của bạn, tiếp tục trở lại với kênh mua bán xe tải cũ của mình. Ngày mới kính chúc anh em quý hàng của bạn nhiều sức khỏe và luôn có nhiều thành công trong việc cũng là cuộc sống. Một ngày tràn đường và tràn ngập tiếng cười. Ngày hôm nay là tiếp tục lên cho anh em một em gái xinh xắn đến từ Hàn Quốc với thương hiệu là Kia K200 đời 2018, niên hạn sử dụng đến 143, nước sơn màu xanh bộ đội rất là bắt mắt như thế này. 1.9 thùng nhà 3.2, phiên bản thùng kính có cửa hông. Thùng nhà máy đóng rất là dày và cứng cáp luôn, sàn sắt sống nha anh em. Đó, nước sơn màu xanh rất là bắt mắt, 3 chỗ ngồi, có cửa hông, lớp ngoài nóc rất là xịn. Chiều ngang là 1m630, số đi anh em, chiều ngang của cái thùng là 1m670, chiều cao là 1m830, được chiều cao nha anh em. Đó, đường kính mâm bánh sau là 12 inch nhỏ, nó là do không ruột, bánh sau là bánh đôi, bánh phía trước đường kính mâm là 15 inch. Đó, nói chung là thùng rất là cứng, nó sàn sắt nhập sóng khung xương, nói chung thùng nhà máy đóng thì chất liệu anh em phải khỏi cái bàn, rất là yên tâm, tại vì thùng nhà máy đóng cực kỳ là chất lượng, rất là dày và cứng cáp đó. Nhưng nhà máy Haco Trường Hải lắp ráp và sản xuất nha anh em. Năm 2018 thì sử dụng 143, 1.9, xe này chủ cũ là chở nha, dàn âm thanh sáng nha, chủ tiệc cưới nè. Xe này chạy bốc lắm anh em, cái dòng Kia này, máy dầu này chạy rất là sướng nè. Kia K200 tiêu chuẩn 24 máy điện 2018, với mức giá dự kiến chào bán em này cho anh em quý hàng là 305 triệu nha anh em. Kế bọc da 3 chỗ ngồi, vô lăng có trợ lực, xe mới được có 80 mấy ngàn km thôi, hộp số của nó là 6 số tiến 1 số lùi, có nhiều tính năng rất là an toàn với cái mẫu xe tải Kia này. Đó, nếu anh em quan tâm cái mẫu xe này cứ liên hệ trực tiếp với mình hoặc đến đây xem xe, kính chỉnh điện qua cửa trung tâm rất là đầy đủ luôn, máy dầu, máy chạy rất là sướng và im, máy lạnh đầy đủ. Nói chung là một cái xe tải mình thấy tương đối rất là tuyệt vời cho anh em quý hàng hơi suy nghĩ một tư. Động cơ của nó là D4, động cơ tích xi lanh của nó là 2,4 lít, công suất là 95 kW anh em. Nói chung là D4 CB, động cơ dùng chung với K250 và H150, động cơ Hyundai đó anh em. D4 CB, máy điện, máy chạy bắp rất là sướng nha. Đó, nếu anh em quan tâm cái mẫu xe này cứ đến xem xe, trải nghiệm lái thử, nếu cả máy phù hợp thì cả đi đem nó về phục vụ đến nhanh vận tải vận chuyển hóa của anh em quý hàng của bạn, 305 triệu, có thương lượng cho anh em đến xem xe và trải nghiệm xe với mình. Xe nói chung rất là mượt mà, nó rất là tuyệt vời luôn, rất là cứng cáp, nó đăng kiểm vẫn còn nha anh em. Đó, xe này mua chỉ vì chạy lượm lúa thôi đó, mọi thứ đều rất là ok hết rồi. Cảm ơn anh em quý khách hàng của bạn theo dõi cái video của mình. Xin chào, hẹn gặp lại anh em quý khách hàng của các bạn trong những cái video báo giá cũng như cập nhật liên tục tình hình giá cả xe đại cũ tiếp theo của mình. Cảm ơn rất nhiều, xin chào, hẹn gặp lại anh em quý khách hàng của bạn.